Trong 3 ngày nghỉ Tết dương lịch năm 2023, lượng khách du lịch đến tham quan, vui chơi giải trí tại khu du lịch biển Ba Động tăng cao. Qua thông tin quảng bá từ các phương tiện truyền thông và bạn bè cần xa, chị Nguyễn Thị Dung ở tỉnh Bình Dương đã biết đến khu du lịch biển Ba Động, tỉnh Đại Vinh. Từ đó, gia đình chị đã lên kế hoạch và đến tham quan chào những ngày kỳ Tết dương lịch này. em ở Bình Dương em tới đây lần đầu tiên mà em xuống đây chơi. Em cảm thấy biển đẹp và em cũng thích. Có thể em sẽ tới đây nữa. Thời gian gần đây mà không biết chừng nào thôi. Theo đại diện công ty du lịch Kiên Giang Sài Gòn, một trong những đơn vị tham gia đầu tư khai thác tại khu du lịch biển Ba Động cho biết, trong ba ngày kỷ tết du lịch năm nay, lượng du khách đến tham quan và vui chơi tăng hơn nhiều so với những ngày thường và vào những ngày kỷ cuối tuần. Trong đó thu hút nhiều du khách đến từ các tỉnh thành trong khu vực và cả nước đến tắm biển và ngắm cảnh đẹp từ những công trình điện gió trên vùng biển của tỉnh. Tôi tôi ở Vĩnh Long, qua đây chị thấy cái cảnh đẹp như đây như thế nào à, qua đây thì thấy cảnh đẹp biển ở ngoài nó dỗ vô rất là đẹp mà nó cũng sạch nữa, biển ở đây đẹp với yeah. người dân buôn bán thấy nó cũng vui vẻ nó nó không có ấy dễ, dễ mua gì đồ thấy cảnh này rất đẹp và thoải mái so với những chỗ khác tôi thấy như thế nào đẹp hơn tất cả yeah. ừ, đây là coi như là ở đây là tốt đẹp theo chiều, du khách sở chỉ lượng khách đến biển ba động ngày một đông là chờ chỉ đẹp từ những công trình điện gió và gần đây cũng được các công ty du lịch đầu tư phát triển các hoạt động du lịch và cung cách phục vụ chú đáo vui vẻ và giá cả hợp lý cũng là nguyên nhân thu hút được du khách cần xa